Vâng, em xin kính chào tất cả anh chị đang theo dõi em Dũng live stream báo giá những chiếc xe thật đẹp mà bên em tuyển chọn về. Thì trước mặt anh chị đây là một chiếc xe Tucson. Nhắc đến em Dũng ở hai kênh Xe và Đam Mê cũng như Ba Tư Fan thì anh chị biết rồi, đó là em Dũng rất nhiều Tucson anh chị nhé. Nhưng khẳng định đây là một trong chiếc Tucson mà chưa từng gặp, và nó là một cái bản siêu hiếm anh chị nhé. Và tất cả những cái Tucson em bán, chưa có một chiếc Tucson nào giống như chiếc Tucson này. Đây là bản nhập, bản full anh chị nhé, bản sản xuất nội địa Hàn. Nội địa Hàn nó khác những cái bản mà anh chị đã thường nhờ cái bản mà nhập về Việt Nam như thế nào. Thì anh chị hãy cùng em theo dõi này. Đầu tiên thì anh chị sẽ theo dõi được là nó khác, đó là cái bản này nó có trang bị sấy sưởi ghế ở hàng phía ghế sau. Đấy, ở hàng ghế sau. Và tiếp theo nó khác nữa, đó là nó có trang bị điều khiển quạt gió ở cái phần ghế lái và ghế phụ. Đây có nghĩa là đây là cái phần sấy sưởi ghế này, và đây là cái điều khiển quạt gió này. Đấy, nếu như các bản khác thì nó không có đâu. Và đặc biệt hơn nữa đó là nó trang bị 8 túi khí, một túi khí này, hai túi khí này, ba túi khí này. Đấy, ba túi khí này và bốn túi khí này. Bốn túi khí một bên có nghĩa là tổng là 8 túi khí hai bên. Đó, và khác biệt nữa đó là nó có cảm nó có cái gương chống lóa ở phía sau rất là to bản. Nó không giống như là cái bản của cái bản ấn nhập anh chị nhìn này. Đấy, cái gương chống lóa nó nhìn nó khủng khiếp như thế này đây. Đấy, đấy là cái gương chống lóa nó rất là đẹp như thế này. Và nó còn khác biệt nữa anh chị ạ. Đấy, cái bản này nó đắt giá rất là nhiều. Anh chị có thể nhận thấy đây. Đây, cái bản mà nội địa Hàn thì nó có cái lốp sơ cua nó nhỏ nhắn như thế này thôi. Lốp sơ cua theo xe mà chỉ có bản nội địa Hàn có thôi. Còn nếu những cái bản mà nhập về Việt Nam thì anh chị thường mua thì nó chỉ là lốp đặc, lốp thường thôi. Cái lốp giống như lốp bình thường anh chị nhé. Và nó được trang bị nữa đó là cái phía sau nó có cái sạc điện không dây ở phía sau này, 12V ở phía sau. Khẳng định với anh chị đây là một chiếc xe rất là đẹp, và đây là một chiếc xe bản hiếm anh chị nhé. Vậy thì những anh chị đang yêu thích cái dòng Tucson nhập khẩu và lại là những chiếc xe công nghệ thì chiếc Tucson này nó đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng của anh chị. Những cái công nghệ theo xe thì anh chị biết rồi. Đây là chiếc Tucson có trang bị 8 túi khí, trang bị sấy gương, sấy sưởi ghế cả 4 ghế, và có chế độ điều khiển quạt gió ở hai hàng ghế lái. Và đặc biệt đó là xe này thì giống như cái bản Tucson cũ, đó là ghế điện ở hàng ghế lái. Và tiếp còn nữa này, option nữa anh nhé, đó là chế độ cân bằng điện tử và đổ đèo ngang dốc. Đấy, chị thấy có tuyệt vời không ạ? Rất nhiều option được trang bị cho chiếc xe này. Ngoài việc đó là trang bị hộp số tự động cũng như là đề ấn nổ sát tốp, chủ nhân đã lên được đó là màn hình Android và lên được cả bậc lên xuống đây này. Đấy, và ở phía trước thì anh chị thấy được rằng chủ nhân còn trang bị đó là đèn bi xenon. Đèn bi xenon, bàn bi xenon cực sáng đây và rất là đẹp đây. Vậy là chiếc xe này gần như là hoàn thiện 100%. Xe mang biển số của thủ đô Hà Nội anh chị nhé. Thủ đô Hà Nội nên rất thích hợp với anh chị nào ở thủ đô Hà Nội có thể sang tên đổi biển mà không mất 20 triệu tiền biển. Thì khẳng định với anh chị đây là một chiếc xe xuất sắc. Xuất sắc ở mức độ như thế nào? Vậy thì anh chị sẽ cùng em đi thật sâu hơn về chi tiết của cái chiếc xe này. Đầu tiên ở phía ngoài xe thì anh chị biết rồi, cái form dáng option chiếc xe này là màu xanh đá, rất là sạch sẽ và đẹp đẽ nhé. Xe được trang bị đèn bi xenon này. Đấy, đèn bi xenon này rất là siêu sáng, chủ nhân đã độ thêm cho nó. Thế còn bản thân của chiếc xe này nó là đèn halogen thôi anh chị nhé. Đấy, anh chị nhìn này, siêu đẹp luôn. Mà nói thật em cũng không biết là cái đèn này nó độ hay là đèn nguyên bản nữa cơ. Cái này thì khả năng là đèn nguyên bản chứ không thể độ được đẹp như thế nào. Đây là anh chị này. Vâng, nếu như nó nguyên bản thì rất là ok, còn nếu nó độ thì càng tốt và không vấn đề gì cả, nó càng đẹp. Đây, sơn si của chiếc xe này nó cực kỳ mượt mà, xe màu xanh đá nó rất là sạch sẽ. Và anh chị có thể nhận thấy được rằng là với cái việc đó là chủ nhân cũng đã trang bị một dàn lốp mới tinh rồi, 4 bánh ABS na răng đa chấu kép rất là sáng sủa. Đây, một chiếc xe phải nói là về phía thân vỏ thì không cần điểm gì phải chê. Thì cái chiếc xe này nó nhiều option như thế mà cái giá trị của nó em đang bán bằng tất cả những chiếc xe mà em đã bán trước kia. Chẳng qua là nếu như anh chị nào đang tiếp cận với chiếc xe này mà anh chị cảm thấy rằng nó vừa miếng thì anh chị có thể là điện thoại cho bên em. Đấy, điện thoại cho bên em để có thể chốt chiếc xe này. Đấy, chị nhìn cái form dáng của xe rất đẹp,
với việc trang bị đèn bi xen ông thì thực sự cái chiếc xe nhìn nó bắt mắt hơn rất là nhiều, nhìn nó phong cách hơn rất là nhiều ở phía ngoài xe. Và cái phần thân xe thì anh chị thấy được là xe thì được trang bị bậc xuống lên xuống này, ngay cả hàng phía sau thế này. Đấy, củ phanh vàng ươm này anh chị này. Đấy, xe biển thủ đô Hà Nội một chủ từ đầu nhé. Một chủ từ đầu, khẳng định đây là một chiếc xe xuất sắc. Và phía đèn phía sau này còn trong vắt này. Tất cả các phần sơn xe gờ kia là đẹp lung linh luôn. Xe bao zin 100% luôn. Xe được trang bị là hai cầu điện anh chị ạ. Hai cầu điện rất thích hợp với tất cả các mọi loại địa hình. Với mức tiêu hao nhiên liệu cho cái chiếc xe phiên bản 2.0 này, nó ở mức độ đó là 9 đến 10 lít thôi. Rất là phù hợp với tầm tiền trên 400 triệu đồng thì sở hữu một cái chiếc xe này thì quá tuyệt vời. Âm thanh được trang bị cả hàng Việt sau này. Đấy, cái phiên bản này anh chị được nhiều hơn là một cái chiếc xe ô tô mà anh chị được trang bị quá nhiều option như thế nào. Đây, bản này là LX20 VVT, là bản siêu hiếm luôn. Siêu hiếm luôn, khẳng định đây là một chiếc xe siêu hiếm. Nếu như anh chị tìm trên thị trường để mua được những chiếc xe máy xăng mà lại trang bị nhiều option như thế này, em khẳng định không có chiếc thứ hai đâu. Nó siêu hiếm, vậy nên nếu anh chị nào đang tìm với tầm tiền 445 triệu đồng. Đấy, và bây giờ anh chị sẽ cùng em khám phá kỹ hơn và khám phá từ từ những cái khoang nội thất cũng như là những cái option phía bên trong xe này để cảm nhận được cái giá trị thực tế của chiếc xe này. Thì đầu tiên là chiếc xe này thì ta thấy được rằng cái vị trí trang trí loa nó ở chỗ này, đúng không ạ? Âm thanh thì tuyệt vời rồi, bởi vì nó còn trang bị cả loa phía sau nữa. Ngoài việc đó là giống như những chiếc xe khác, đó là trang bị cái cửa kính lên xuống, thì chiếc xe này được trang bị sấy sưởi ghế ở hàng ghế sau. Mỗi cánh cửa có một hệ thống sấy sưởi ghế nhé anh chị nhé. Nó rất là thích hợp, bởi vì anh chị biết rồi, đấy là đối với người Hàn Quốc thì thời tiết nó rất là lạnh, cho nên những cái chiếc option này chỉ trang bị riêng cho người Hàn Quốc thôi. Và em xin giới thiệu đây là bản nội địa Hàn anh chị nhé. Siêu hiếm luôn, những chiếc xe này nó có giá trị rất là lớn so với những chiếc xe mà bên nhập về Việt Nam. Và những chiếc xe này là những chiếc xe nhập theo đường khác. Vâng, cho nên giá trị nó cao hơn rất nhiều. Và anh chị nhìn cái chất nội thất da của nó này. Đây là da bò nguyên bản theo xe. Mà anh chị thấy được rằng sau nhiều năm sử dụng mà chất da nó vẫn còn nguyên bản và đẹp đẽ như thế này. Một chiếc xe phải nói rằng nó rất là đẹp luôn. Đẹp chuẩn mực luôn anh chị nhé. Đó, chất liệu da bò mà sau nhiều năm sử dụng mà nó còn đẹp như thế này. Anh chị nhìn có kết không? Bắt mắt không? Và đặc biệt thì trên cái đây là bản full, cho nên nó sẽ được trang bị cửa sổ trời Panorama, có nghĩa là cửa sổ trời toàn cảnh hai vùng anh chị nhé. Đấy, hai vùng toàn cảnh luôn. Đấy, rất là thích hợp và công nghệ cho một cái chiếc xe đời cao như thế này. Đời 2010 rất là đầm chắc. Rất là đầm chắc. Mua một chiếc xe đôi khi cái đời nó cũng chưa thể quyết định được cái chất lượng của nó, mà nó quyết định ở cái việc đó là chủ nhân sử dụng như thế nào. Và bản thân chiếc xe này là chiếc xe một chủ, cho nên là chắc chắn nó sẽ được sử dụng rất là kỹ cả. Đây chị thấy được là sấy gương sưởi ghế cả hàng ghế sau này. Và trang bị đó là hàng loa phía trước. Tất cả các đường nét phía trong xe là sạch sẽ và chuẩn mực nhé. Em bao cam kết zin nguyên zin cho anh chị luôn. Đó, anh chị thấy được chưa? Chuẩn mực chưa? Đẹp chưa? Đẹp vô đối chưa? Và xe thì như em đã nói, đấy là tất cả các bản Tucson khác thì nó đều được trang bị chỉ có hai túi khí thôi. Đó là túi khí người lái và người phụ. Nhưng chiếc xe này được trang bị tổng là 8 túi khí. Đây anh chị nhìn này, đây là túi khí ở phần giữa này. Và tiếp theo ở phần tầng sau này cũng đã có được trang bị túi khí này. Đấy, iBird là túi khí anh chị nhé. Hai bên là mỗi bên 4 túi khí. Vậy có nghĩa là chiếc xe này được trang bị là tổng là 8 túi khí. Và đó là điều đặc biệt, đó là chiếc xe này được hỗ trợ cân bằng điện tử, đổ đèo ngang dốc này. Rất là thích hợp với anh chị nào ở vùng xa, vùng sâu mà hay phải đi đèo, thì nó có cái chế độ đổ đèo này rất là thuận tiện nha anh chị nhé. Đấy, rất là thuận tiện luôn. Và trang bị option đó là đèn nổ sát tốp, chìa khóa thông minh, cộng với việc đó là trang bị hệ thống điều hòa độc lập, hai vùng độc lập này. Và tiếp theo đó là trang thiết bị mà các loại xe khác không có, đó chính là sưởi hai ghế lái và điều chỉnh quạt gió ở trung tâm ở hai hàng ghế lái. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là nếu như anh chị đi mùa hè mà nó nóng ấy, ở hàng ghế lái này này, thì anh chị sẽ có chế độ sưởi ghế bằng quạt gió. Và anh chị sẽ điều chỉnh gió tốc độ 1, tốc độ 2, tốc độ 3. Và anh chị sẽ làm mát lên. Và có nghĩa là nó thổi lên theo luồng này, theo cái ghế da đục lỗ này. Đấy, anh chị thấy nó tuyệt vời không? Vậy thì cái chiếc xe bình thường bọn em nếu như em mua bản kia thì em vẫn bán cho anh chị 445 triệu đồng. Và chiếc xe này em cũng chỉ bán có 445 triệu đồng thôi. Vậy nên nếu như anh chị nào mà đúng miếng
đang là tìm một chiếc xe chất lượng của cái dòng Tucson nhập khẩu này, nhưng đây là bản nội địa Hàn anh chị nhé, thì anh chị hãy nhanh tay điện thoại cho em Dũng theo hai số hotline 0916111768 hoặc 0964834834, thì chắc chắn anh chị sẽ mua được một cái chiếc xe mà độc nhất vô nhị, không phải ở đâu cũng có đâu ạ. Và táp ly táp nô của xe đẹp vô cùng luôn đây, anh chị xem này. Đấy, chất lượng vô đối luôn nhá, không có một lỗi nhỏ. Xe này được mang biển thủ đô Hà Nội một chủ từ đầu thì quá tuyệt vời rồi. Đây anh chị nhìn này, odo là có 10 suýt 12 vạn thôi anh chị nhé, suýt 12 vạn. Xe thì được trang bị vô lăng, các loại vô lăng phím còi này, anh chị nhìn này, chất lượng chưa, và tích hợp bàn phím nghe gọi này, và chế độ điều chỉnh cánh tay này, tất cả những trang thiết bị rất là tối tân cho người sử dụng. Hàng ghế lái vẫn là zin nguyên bản theo xe, và anh chị có thể nhận thấy được rằng là tất cả các chi tiết về táp ly của xe là còn chuẩn mực và đẹp. Đó, quan trọng cái chiếc xe quý và hiếm ở cái đó là cái option nó không phải chiếc xe nào cũng có được. Và cái màu xanh bi đá lại là màu quá đẹp. Ngoài cái việc những cái option đấy ra thì chủ nhân của chiếc xe này lại còn độ quá nhiều những đồ chơi nữa. Đó là từ đèn bi, độ đến cả bậc lên xuống, và trang bị cả màn hình Android nữa. Cái việc đó là trang bị ghế điện, đó là cái việc đó là phiên bản đủ rồi. Xe trang bị ghế điện thì anh chị sẽ điều chỉnh các hướng rất là ok. Đấy, từng những cái chi tiết phía bên trong anh chị nhìn này. Đó, tem mác nó còn nguyên bản. Tất cả các đường con ốc, con nghiếc nó còn nguyên zin như thế này. Sơn lồng trong còn đẹp như thế này. Và các chi tiết ở phần lái này, anh chị nhìn này. Trang bị gương điện gập điện tự động, một kính lái auto, ba kính chỉnh điện. Đấy, rất là đẹp đẽ nhé. Và quan trọng đó là chiếc xe chất thì anh chị nhìn thấy được rằng là gì đây, là ngay cả hàng ghế lái, ghế da nguyên bản nó còn đẹp như thế này. Nó có hệ thống quạt gió phía dưới, nó sẽ thổi gió lên phía trên, ngồi rất là êm và mát nhé anh chị nhé. Thích hợp với cả mùa hè, mùa đông. Đó là sự đắt giá của cái chiếc xe này. Mà nếu như anh chị mua mà em lại đang bán bằng cái mức giá thường thì không có gì tốt hơn đúng không ạ? Đây là chế độ điều chỉnh đèn pha này. Đó. Đấy, quá nhiều những công nghệ tích hợp cho một cái chiếc xe nội địa Hàn, và được trang bị thêm màn hình Android, và đặc biệt đó là gương chống lóa và cam hành trình chủ nhân đã trang bị rồi. Đấy, cái bản này anh chị nhìn thấy cái gương chống lóa nó khác hoàn toàn so với cái bản thường đúng không ạ? Nó khác hoàn toàn luôn, nó to bản và sau đó nó thiết kế nhiều phím bấm nữa. Và bây giờ không quên đó chính là chất lượng của máy đúng không ạ? Anh chị sẽ cùng em tìm hiểu về chất lượng của máy, và sau đó anh chị sẽ là người chủ của chiếc xe này. Vâng, một chủ từ đầu với một chiếc Tucson phun kịch đồ chơi. Từ việc đó là trang bị của hãng với một bản nội địa Hàn, với việc trang bị thêm các công nghệ phù hợp với lại cái thời đại 4.0, thì chắc chắn đây sẽ là sản phẩm siêu hot, và sẽ là sự săn đón của những ai quyết đoán và nhanh tay gọi điện cho em Dũng theo hai số hotline 0916111768 hoặc 0964834834. Anh chị sẽ nhận được nhiều điều hơn là một chiếc xe. Đây, anh chị nhìn này, chất lượng của xe là khẳng định nguyên zin. Nếu như anh chị đến đây kiểm tra mà xe em nói sai, anh chị cứ mang xe về mà không phải trả thêm bất cứ một chi phí nào. Em khẳng định là như thế, quay từng chi tiết là như thế này để anh chị nhìn thôi. Đó, nó nguyên bản 100% luôn. Và cái chiếc xe chạy ít, anh chị nhìn là cái tấm nỉ, cái tấm nỉ ở trên cabo nó còn nguyên bản, nó chưa từng bị tháo mở ra hay là bị sờn xước gì cả. Đấy, chiếc xe một chủ người ta chạy giữ gìn như thế, tem mác còn nguyên zin kìa. Các bác có thể đến đây kiểm tra nhé, rất là kỹ luôn. Và em sẽ soi cho các bác tất cả các phần con ụ cũng như là ốc tai, nó đẹp xuất sắc như thế nào. Đấy, nó đẹp xuất sắc như thế nào. Thì không mua xe này thì mua xe nào ạ? Vâng, các bác hãy nhìn đây ạ. Vâng, đó, chủ nhân giữ gìn chiếc xe vô cùng luôn, và đi rất là ít, cho nên là tất cả những con ốc chân máy còn nguyên bản này, máy móc thì nguyên zin này. Đấy, từ những cái vách cam này còn nguyên keo của nhà sản xuất nhé. Đây này, đấy, nguyên keo của nhà sản xuất, và chưa từng động chạm một con ốc nào với cỗ máy này. Với khối động cơ 2.0 thì đây là một khối động cơ mạnh mẽ, và đây là phiên bản 2 cầu, cho nên là nó lại càng mạnh mẽ hơn, được hỗ trợ đổ đèo ngang dốc, và được hỗ trợ sấy gương sưởi ghế, tất cả mọi chi tiết quá là đầy đủ, và được trang bị thêm đèn bi, màn hình Android, và đây là bản nội địa Hàn. Vậy thì anh chị cảm thấy rằng chiếc xe này thực sự là xứng đáng với tầm tiền, và nó là một chiếc xe mà anh chị đang tìm kiếm, thì anh chị hãy điện thoại cho em đi. Điện thoại ngay đi. Bây giờ em có thể đóng cửa lại. Đây anh chị nghe tiếng này. Đấy, anh chị thấy là tiếng đó. Đấy, tiếng đóng cửa nó chắc nịch như thế này. Và form dáng của chiếc xe thì phải nói là quá là đẹp đi. Quá là đẹp luôn, đi luôn anh chị nhìn này, form dáng của chiếc xe không có một điều gì để chê cả, từ đằng trước ra đằng sau nó đều chuẩn mực đúng không ạ? Đều chuẩn mực.
hãy đi một vòng để có thể là ra quyết định để có thể xem cái chiếc xe này có phù hợp không. Tucson 2010 bản nội địa Hàn, một chủ chạy từ đầu, xuất sắc và full kịch đồ chơi, nó sẽ là lựa chọn hàng đầu của quý khách hàng. Sự lựa chọn hàng đầu của quý khách hàng. Vâng, đây anh chị nhìn này, quá tuyệt vời đúng không ạ, quá đẹp luôn. Cảm ơn anh chị đã theo dõi và xin chào tạm biệt.